Xin mời quý vị cùng theo dõi trang tin địa phương của thành phố Sa Đéc thứ ba ngày 1 tháng 10 năm 2024. Trang tin kỳ này có ghi nhận về những hiệu quả từ việc phát huy nguồn tài nguyên bản địa trong xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Trước hết, mời quý vị cùng theo dõi phần tin. Đoàn khảo sát kiểm tra kết quả thực hiện các quyết định khẩn cấp về thiên tai tỉnh vừa có buổi khảo sát thực tế tại kênh Đốc Phú Hiền, đoạn từ rạch Ngã Bác đến giáp cầu Đốc Phú Hiền thuộc ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, nhằm tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét ban hành quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp thiên tai theo quy định. Trước đó, ngày 1 tháng 4 năm 2023, tại kênh Đốc Phú Hiền đã xảy ra sạt lở rất nghiêm trọng, diễn biến hết sức phức tạp. Từ nguồn vốn trên 12,5 tỷ đồng của Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Đéc, công trình kè được xây dựng có chiều dài 500 mét, kết cấu bê tông cốt thép, gia cố nền bằng móng cọc, đường đan, vỉa hè. Phần chân kè được bảo vệ chống sói bằng gia cố thảm đá. Qua kiểm tra, đại diện các sở ngành tỉnh thống nhất đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét ban hành quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp thiên tai theo quy định tại kênh Đốc Phú Hiền, đoạn từ rạch Ngã Bác đến giáp cầu Đốc Phú Hiền thuộc ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc. Thành ủy Sa Đéc vừa tổ chức hội thi rung chuông vàng tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 147 cán bộ đảng viên, tuyên truyền viên nòng cốt ở các đảng bộ cơ sở trực thuộc thành ủy Sa Đéc tham gia. Các thí sinh lần lượt trải qua hai vòng thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và tính điểm với nội dung tìm hiểu bối cảnh lịch sử và quan cảnh ra đời của bản di chúc, những nội dung cơ bản và giá trị cốt lõi trong bản di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết luận số 01 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả, ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và ba giải khuyến khích. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các ngành đã có buổi làm việc với đơn vị tư vấn để thông qua quy hoạch khu trung tâm xã Tân Phú Đông. Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn đã đề xuất 3 phương án quy hoạch khu trung tâm xã Tân Phú Đông. Theo đó, sẽ đầu tư xây dựng mới Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú Đông và sẽ thay đổi, di dời Ủy ban Nhân dân xã hiện hữu từ đường Đinh Hữu Thuật về đường D2, dự kiến điểm đầu từ đường rạch Ngã Bác bờ trái, điểm cuối là đường kênh Đốc Phủ Hiền bờ phải, theo đồ án quy hoạch phân khu số 3, với diện tích quy hoạch là khoảng 8,7 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 1.500 người. Ngoài công trình hành chính Ủy ban Nhân dân xã thì còn có các công trình nhà ở, công viên, cây xanh, công trình giáo dục, hệ thống giao thông. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Sa Đéc vừa tổ chức biểu diễn tuyên truyền lưu động tại các xã phường trên địa bàn thành phố giới thiệu ca khúc viết về Sa Đéc. Qua mỗi đêm diễn, đội tuyên truyền lưu động cùng các ca sĩ, nghệ sĩ, khách mời đã mang đến cho người xem nhiều tiết mục tân ca, tân cổ đặc sắc viết về thành phố Sa Đéc. Các tiết mục được dàn dựng công phu với nhiều thể loại khác nhau, từ đơn ca đến tốp ca và hát múa, tạo được ấn tượng và để lại nhiều cảm xúc cho người xem về một thành phố Sa Đéc nghĩa tình, năng động và phát triển. Thưa quý vị, phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên bản địa để nâng cao giá trị các loại nông sản, xây dựng sản phẩm OCOP, góp phần tăng thu nhập cho phụ nữ và xây dựng nông thôn mới được nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố Sa Đéc thực hiện có hiệu quả thời gian qua. Qua đó đã có nhiều phụ nữ mạnh dạn vượt khó, làm giàu từ tài nguyên bản địa, tạo nên một hình ảnh phụ nữ năng động, sáng tạo và nâng tầm giá trị sản phẩm OCOP địa phương. Ghi nhận của phóng viên chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tận dụng nguồn nông sản là những trái bưởi non được tỉa bỏ bớt, chị Trần Thụy Hải Ly ở xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc đã bao tiêu vườn bưởi trồng hữu cơ 15.000 m2 tại cụm Đông Giang để tạo ra nhiều sản phẩm từ vỏ bưởi. Khởi nghiệp từ năm 2019 đến nay, trung bình mỗi tháng, cơ sở kinh doanh snack vỏ bưởi sấy Phúc Đạt của chị Ly sử dụng 1 tấn nguyên liệu vỏ bưởi để sản xuất ra các sản phẩm. Năm 2023, chị Ly có hai sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao là snack vỏ bưởi sấy, snack nghệ sấy mật ong đường phèn. Năm 2024, chị tiếp tục đăng ký thêm 3 sản phẩm OCOP phân hạng 3 sao gồm snack gừng sấy mật ong đường phèn, trà vỏ bưởi lá dứa và trà gừng sả. Nếu mà để đạt được cái ngày như ngày hôm nay thì mình rất là nỗ lực và bước ra rất là nhiều khó khăn, cũng nhờ là các cơ quan ban ngành của tỉnh, Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, rồi cái Liên hiệp Phụ nữ ở xã phường hỗ trợ cho mình đi học, nói chung là về tập huấn về bao bì, nhãn mác nữa, chứ không phải sản phẩm mà vô OCOP nó đơn giản quá cũng không được. Từ cái
công thức nè, cũng nhờ bên ví dụ mình phải mời ta khách ra nhận thử, rồi nhờ cái phản hồi của khách nữa, rồi mình mới về mình mới chỉnh lại cho nó đúng vị, vừa vị, xong rồi bao bì nhãn mác rồi giấy tờ hợp lệ, nói chung là nó qua nhiều khâu, nhiều công đoạn gian nan lắm mới được ô cốp. Nhờ tận dụng những nguồn phụ phẩm của nông nghiệp hữu cơ, đến nay chị Ly đã tạo ra dòng tuần hoàn từ những trái bưởi non để làm ra 12 sản phẩm từ vỏ bưởi như snack vỏ bưởi, dầu gội đầu, xà phòng handmade, chè bưởi, nhan, phân hữu cơ, tạo nên giá trị về kinh tế, công ăn việc làm cho phụ nữ tại địa phương. Cũng với ý tưởng khởi nghiệp từ nguyên liệu sẵn có tại địa phương, tận dụng nguồn đậu nành trồng tại gia đình, từ năm 2021 đến nay, chị Trang Thị Hồng ở xã Tân Khánh Đông mạnh dạn thuê nhà xưởng hơn 1.000m² ở xã Tân Quy Tây và cửa hàng ở phường 1 để sản xuất, trưng bày kinh doanh nước mắm chay. Mỗi tháng, cơ sở sản xuất khoảng 20.000 lít nước mắm chay cung ứng cho các nhà phân phối và cửa hàng trong và ngoài tỉnh. Năm 2024, chị Hồng mạnh dạn đăng ký sản phẩm nước mắm chay để phân hạng sản phẩm ô cốp 3 sao. Nói chung ra làm cái hồ sơ ô cốp thì chị là nông dân mà chị đâu có rành làm, nhưng mà nhờ cái sự hỗ trợ của xã Tân Quy Tây là cũng như cái các cô bên phụ nữ và bên nói chung ra là ủy ban xã Tân Quy Tây là hỗ trợ dìu dắt chị để cho chị được ngày hôm nay. Chị cũng nói chung ra là chị rất là mừng. Năm 2024, thành phố Sa Đéc có 27 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp. Trong đó có 2 sản phẩm mới và 5 sản phẩm đánh giá lại. Sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm đạt trên 92% và trên 7% thuộc nhóm đồ uống. Cái sản phẩm ô cốp mà chúng ta đạt chất lượng, thứ nhất là chúng ta phát huy cái tài nguyên bản địa, phát huy các cái chủ thể là liên kết các cái doanh nghiệp, những cái cơ sở trong địa bàn thành phố và tỉnh để sử dụng cái nguồn nguyên liệu của địa phương để mà phát huy cái tiềm năng lợi thế của Sa Đéc mình. Qua đó chúng ta cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các lao động của địa phương tham gia sản phẩm của mình, và những sản phẩm ô cốp phải đạt chất lượng theo quy trình, theo cái tiêu chuẩn quy định của ngành chuyên môn. Thông qua chương trình ô cốp, ngày càng có nhiều nữ doanh nhân, nữ nông dân mạnh dạn, năng động, vượt khó làm giàu từ nguyên liệu bản địa quê hương. Những sản phẩm ô cốp của chị em sản xuất đã góp phần bảo tồn các làng nghề truyền thống, nâng tầm nông sản địa phương, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn, giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Trang tin địa phương của thành phố Sa Đéc đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.